Em Thảo, Salon Ô tô số 1 Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu xe cỏ Hải Dương. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em Thảo xin phép trân trọng giới thiệu và review cho các bác xem một cái mẫu xe Ford Mondeo được sản xuất năm 2012 với cái tông nước sơn màu đen. Và xe thì đang được bên em chào bán với mức giá 315 triệu đồng. Em Thảo có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển xe toàn quốc cho các bác rồi. Được kiểm tra xe và test xe thoải mái trước khi nhận xe và thanh toán cho em Thảo. Vâng ạ, một mẫu xe Ford Mondeo thì cái mẫu xe này được cạnh tranh trực tiếp với dòng Toyota Camry hoặc là dòng Honda Accord. Nhìn cái form dáng nhìn nó rất là đẹp và bắt mắt anh chị nhé. Sử dụng na răng đúc đa chấu, hợp kim đa chấu kích thước 17 inch cùng bộ lốp 235/45R17. Về sơn xi thì căng bóng cả xe rồi. Xe thì em mua về còn rất là đẹp luôn, được bác chủ xe đi giữ gìn xe. Các bác mua về thì chúng ta cũng sẵn sử dụng thôi, hoàn toàn là không phải làm thêm bất cứ một cái chi tiết gì cả. Phiên bản Ford Mondeo 2012 được sử dụng động cơ máy 2.3 và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó rơi vào tầm 9 cho tới 11 lít trên 100 cây quý vị anh chị các bạn nhé. Về đằng sau xe thì các bác có thể quan sát cho em này. Đấy, một cụm đèn nhìn nó rất là đẹp luôn. Và dòng Ford Mondeo này thì hình dung cái phần đuôi xe nó sẽ cao hơn cái phần đầu xe. Cảm giác như là cái đầu xe nó chúc xuống ạ. Biển 63 có cam lùi đầy đủ này. Đó, mắt đèn hậu này. Được thiết kế đèn xi-hen và đèn phanh lồng vào với nhau. Các bác cùng em quan sát với phần ngoại thất của xe nhé. Lùng quanh thân xe thì được bao bọc các cái đường gân dập nhẹ chạy dọc theo thân xe. Và lùng quanh kính thì được bao bọc một cái mạ chrome tạo điểm nhấn cho xe, nhìn nó rất là đẹp. Tạo điểm nhấn luôn anh chị nhé. Có xi nhan tích hợp ở gương xe này. Về phần đầu xe này thì được trang bị một cái lưới tản nhiệt kích thước lớn. Cụm đèn pha thì vút ngược. Đó, bác nào đang quan tâm thì nhanh tay kết nối với em Thảo qua số điện thoại hoặc số Zalo là 0852 555 555 hoặc 097 1102 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như là tư vấn về cách thủ tục mua bán xe bên em. Đi vào phần bên trong nội thất của xe thì các bác quan sát này. Đó, nội thất thì nhìn khá là đơn giản, thiết kế đơn giản thôi. Ghế da nguyên bản theo xe, hoàn toàn nó không hề có dấu hiệu gì là rách rưới cả. Mặc dù chiếc xe đã trải qua gần 10 năm sử dụng rồi. Quan sát về cái phần mặt tắp ni, các bác nhìn này, những cái đường lỉ này, những cái chi tiết nhựa này nó còn rất là mới. Hộp số tự động bản máy 2.3, trang bị màn hình Android bản to thông minh, có cửa sổ lock ở bên trên này. Hàng ghế đằng sau rất là rộng rãi. Bên trên trần cũng rất là sáng, hoàn toàn là không hề có dấu hiệu là bị mốc ố nha anh chị nhé. Keo chỉ zin đét, không bị mất một phân keo chỉ nào cả. Và trên chiếc xe này thì em Thảo hoàn toàn cam kết trên giấy tờ cho quý vị anh chị các bạn là không hề có hiện tượng đâm xô tai nạn hay ngập nước. Đằng sau cốp rất là rộng rãi, bên dưới có lốp dự phòng đầy đủ rồi. Sassi bên trong còn khá là mới. Các bác nhìn nắp cốp này, keo này, chỉ này. Xe thì hiện tại đang có mặt tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào ở gần thì có thể trực tiếp qua xem xe nhé. Gầm bệ sáng, cái đường ống bô rất là sáng luôn. Em quay rất là chi tiết từng cánh cửa một cho các bác cùng xem cụ thể để chúng ta không phải lăn tăn. Đó, các bác nhìn này, hàng ghế sau rất là mới. 315 triệu đồng em Thảo có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển xe toàn quốc anh chị nhé. Mặt nhựa táp ly còn rất là mới. Xe trang bị túi khí an toàn đầy đủ rồi. Cửa sổ trời, cảm biến lùi, trang bị thiết bị an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử. Và bây giờ em sẽ khởi động máy lên cho quý vị anh chị các bạn quan sát về cái mặt bản đồng hồ của xe. Vô lăng 4 chấu tích hợp nút bấm. Có màn hình Android này, các bác có thể bật Bluetooth nghe nhạc, bắt Wi-Fi 3G. Vâng, về khoang máy đây các bác quan sát cho em này. Máy nghe bên ngoài thôi, chúng ta đã cảm nhận được máy nó chất như thế nào rồi. Nghe nó rất là êm tai chị nhé. Nghe rất là êm tai, hoàn toàn là không hề có dấu hiệu kêu cọc cạch gì cả.
sử dụng động cơ máy 2.3, công suất 164 mã lực. Vâng, mà một lần nữa em Thảo xin nhắc lại, quý anh chị quan tâm tới mẫu xe Ford Mondeo sản xuất 2012 số tự động bản 2.3. Xe đang được bên em chào bán với mức giá 315 triệu, em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển xe toàn quốc, được kiểm tra xe, test xe thoải mái trước khi nhận xe và thanh toán. Nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Thảo qua số hotline là 0852 555 555 hoặc 097 1102 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như tư vấn về cách thủ tục mua bán xe bên em. Và bên em có trao đổi các tất cả những mẫu xe từ 4 cho tới 7 chỗ ngồi với cái tầm tiền từ 100 cho tới 500 triệu đồng. Quý anh chị muốn trao đổi những cái mẫu xe bên cửa hàng nhà em thì có thể trực tiếp liên hệ với em nhé. Xin chào, cảm ơn và các bác đã đồng hành cùng kênh của em trong suốt lần vừa qua. Hẹn gặp các bác trong những video clip lần sau.